Chào lại tất cả anh em ha. Mình mới chuẩn bị xong con máy Shibaura. Máy xới lên luống hai chức năng. Lên luống xới đất đều được ha. Bộ lưỡi này thì mình đã làm cái bộ lưỡi của cửa hàng, bộ lưỡi nhíp xe ô tô. Bộ lưỡi này thì anh em biết á, thì mình nói đi nói lại cái này thì nó cũng nhiều, nhưng mà điều con cái là phải nói cho những anh em mới biết hiểu cái bộ lưỡi này. Lưỡi này nếu mà một con máy mà anh em để lưỡi bãi hoặc là lưỡi chợ, lưỡi người ta bán ở chợ, lưỡi mà sơn này kia thì anh em nhìn thấy biết á, còn lưỡi này lưỡi vàng bằng nhíp xe. Đặc biệt là cái kỹ thuật người ta đập uống với lại là cái nhíp ô tô á, cho nên thì nó sẽ sắc bén. Ở miền Tây thì phải dùng lưỡi này mới chịu nổi đất thịt. Đó, một bộ lưỡi này gắn vô thì hiệu quả nó làm việc cái hiệu sức nhiều lần so với lưỡi bãi và lưỡi chợ, anh em hiểu ha. Còn lưỡi này thì mình bán lẻ thì 60.000 một lưỡi. Lưỡi loại này nha, còn lưỡi kích cỡ như thế nào, máy cài hay bất cứ loại máy xới đất nào lớn nhỏ gì đó, kích cỡ ra sao thì anh em cứ gọi lại, thì mình cũng nhận làm lưới. Thì bây giờ mình không có nói nhiều, mình tập trung quay con máy này cho anh em ha. Nếu anh em xài con máy của bên mình bán thì mình làm đã đàng hoàng hết cái hết về cái máy móc, từ lưới tới kiểm tra máy móc đồ nghiêm chỉnh hết. Anh em về chỉ xài thôi, không vô, không mua, không chế độ bất cứ cái gì nữa hết. Đó, còn anh em về muốn tháo đuôi ra làm G1, G1 với con máy này thì cứ tháo bình thường. Đó, nó có khớp tháo. Con máy này 6 ngựa nha anh em. Lớp đồ nó còn nghiêm chỉnh nè. Nói chung là thì anh em cứ xem, mình nói là mình nói, anh em cứ xem coi nó phù hợp không, phù hợp thì gọi lại rồi mình chút nữa mình báo giá luôn. Anh em thấy phù hợp thì gọi lại để chốt ngay con máy này. Thì đây có hai thỏ rùa, cái tay này thỏ rùa này, anh em đưa qua đây thì nhanh, đưa đây thì chậm, đưa xế đất thì đưa qua đây, lên luống thì đưa đây, hai tốc độ. Mình nói thêm về cái bộ lưỡi này một chút xíu nữa. Đây, nhìn thấy bộ lưỡi không? Đó. Nè. Đây, mình thấy không? Người nói chung là dân mà xế đất chuyên nghiệp thì nhìn cái bộ lưỡi này là họ sẽ biết liền. Sẽ biết cái hiệu quả nó liền, chứ khỏi cần nói nhiều. Mình chỉ nói để nói cho anh em mà so sánh này kia để đi tìm giá tốt, hay là nói chung là ai cũng muốn là vậy á, ai cũng muốn mua cái gì cũng giá rẻ mà tốt. Nói chung cái cuộc đời này ai cũng muốn vậy hết á, nhưng mà không có chuyện mà rẻ tốt được, nó hợp lý thôi đó. Cho nên thì anh em cứ tham khảo. Đó, anh em xới, lúc anh em xới đất thì anh em để luôn. Lý do sao mình tập trung về cái bộ lưỡi xới này đó, thì mình giới thiệu kỹ. Anh em lúc mà xới thì để luôn như vậy. Còn anh em lúc mà tạc luống thì chỉ cần tháo khớp này ra thôi. Mình sắp sẵn nó tạc luôn trong này luôn cho anh em đó. Một bên 4 lưỡi. Đó, còn đây để mình đo nè, làm cho nó nhanh ha, không mất thời gian anh em. Cái bề ngang của lưỡi này đường đi xế này thì 5 tấc. Đó, viên của nó là vậy. Còn cái bánh này hiện tại thì nó cũng khoảng là hơn 50 một tí. Đó, 50 60 gì đó cũng được, tại vì nó có thể về ra vô được. Còn anh em khép xét lại thì nó còn khoảng 3 tấc thì bằng cái nói chung khép lại bằng cái mình lên luống mình mới khép bánh lại thôi, thì nó bằng với cái thằng này, thằng là lưỡi tạc ở trong, tháo khớp ra thì nó còn bằng ở trong.
cầm cái máy lên. Còn chiều đo cho anh em tránh cái trường hợp là máy nhỏ máy lớn ha, nhiều khi thấy hình ảnh nó không chính xác. Chiều dài của thân máy nè 1m2, còn tổng chiều dài tới cái tay luôn là 1m6. Còn chiều ngang của nó đây, chiều ngang nó đó thì cái bánh đó, anh em biết rồi đó, thì nó chiều ngang nó khoảng 6 tấc nè, chiều ngang 6 tấc, khoảng 6 tấc. Còn chiều cao của nó đây, cao của nó là 8 tấc rưỡi, thì cũng như tương đương với dòng máy như vậy thôi. Còn số của nó là đây, số 2, số tiến, 1 số lùi. Còn anh em muốn quay đầu thì bóp cái tay này, chuyển hướng đầu đầy đủ ha. Đó, chuyển hướng hai bên đây. Đó, dây nhựa chân chu hết. Lên ga, anh em muốn quay đầu thì bóp cái này. Nè. Muốn đi lui gì đó thì anh em bóp vậy. Thì đi thôi. Thấy không? Đó, cái thế này là cái thế lên luống rất là đã nè. Đó, nó vậy đó. Rồi, mình sẽ chở ngược lại. Còn cái cần là số này nè. Tại vì nó thiết kế, đã thiết kế con máy nó đa năng thì nó có cái cần số này nè. Anh em lúc mà quay đầu lại thì quay về đây nè. Đó, để chỗ nào, bất cứ chỗ nào cho nó thuận tiện để mình vô số. Đó, vậy thôi. Rồi, mình giờ mình quay lại. Rồi bắt đầu mình khởi động máy cho anh em xem. Giật máy đi. Cái dòng khi bao ga này thì nó chạy rất là mượt. Nó rất là mượt. Máy rất là đều. Nói chung là mình làm máy thì anh em khỏi cần lo. Nói chung là cái gì cho nó đạt cái đó, đạt cho đó hết rồi. Mình vừa đi vừa quay cho anh em xem. Đây nè, cầm cái máy nè, số này, số lùi nè, em thấy số lùi không, số tiến này. Quay đầu, anh em quay đầu, anh em bóp cái tay, bóp quay đầu bên nào bóp bên đó. Mình đi nhỏ thôi. Mình đi số 2 cho anh em tha xem chút để nó cho nó lẹ nè. Đó, rất là lẹ. Lùi lại. Còn ngắt trở về no là ở đây. Đang thấy là lưỡi nó quay. Công tắc đắt đây nè, đè xuống. Đó, máy
máy thì nó đã xong hết rồi, thì anh em cứ tham khảo coi nó phù hợp với công việc mình không. Còn có cái gì mà chưa mình quay có gì chưa rõ đây, anh em cứ kết nối Zalo, mình sẽ quay rõ lại cho anh em xem. Còn cái chi tiết như thế nào, muốn máy móc như thế nào, kiểu nào cho phù hợp mình thì lúc đó thì gọi lại, mình sẽ làm con máy đó cho phù hợp với từng anh em ha. Đầu tiên là phải phù hợp, rồi nếu mà thấy con máy phù hợp thì gọi lại mình. Con máy này thì mình bán là 8,5 triệu, 8,5 triệu, thỏ rùa đồ. Nhớ anh em, cái đề máy này là thỏ rùa nó ở trong này hết, nó sử dụng cần trên tay hết. Còn cái anh em máy thì nó rất là êm, chục lát nè, zin hết nè, nói chung là anh em thấy không nè, zin hết mà chưa có, anh em chưa có cái đạn zin là chưa có dơ lắc được hết cái miếng nào hết đó. Thì nói chung là làm ăn thì vậy, thì tin tưởng với nhau thì làm nó vậy thôi. Thì nói chung làm ăn không, muốn hỗ trợ với nhau cho nó tốt cái cuộc sống thôi, chứ không có gì. Rồi thì máy này 8,5 triệu ha. Còn anh em nào muốn mua hình thức cách nào đó, ở đâu trong cả nước gì đó, thấy máy phù hợp thì cứ gọi lại, mình sẽ chốt con máy này cho anh em. Rồi thôi, chào tạm biệt anh em ha.